Xin kính chào tất cả mọi người ạ. Hiện tại em Phương lên lô này toàn bộ là chất liệu carbon nha cả nhà. Thì này là cần tay thôi nha, ngày mai em Phương sẽ lên lô cần máy nha cả nhà. Có nhiều cây đai hoa đẹp lắm nên là đai hoa hai khúc đó, cần lô á mọi người. Thì cây đầu tiên em Phương giới thiệu mọi người đó là một cây vượt cứng. Cây này thì đợt trước em Phương về có rồi nè, đợt này về thêm một cây nữa. Thì đợt trước em có gửi lộn cho khách á. Nên là được này về thêm một cây nữa. Cái này là bản vượt cứng nha cả nhà. Bản vượt cứng nha. Cái này là bản vượt cứng đây. Cây này 4m49 nè, là 4m50, nặng 133g, bao gồm 5 lóng, đọt là 1,2 ly, thu gọn 104cm. Gốc là 10 gần 15 nè, 14.9 nè. Thì cây này có túi rồi luôn nha. Túi bao vải có hộp. Cây này là của CGF gì đây nè. Cái hãng này thì cũng khá là quen thôi chứ cũng không xa lạ gì nữa rồi. Đó. Đây, cây này là cây 4m50 nha cả nhà. Ngoại hình mới. Đó, cái này có trầy xước nhẹ nè. Đó. Cây này bữa em bán 1 triệu á mọi người. Cây này bữa em bán 1 triệu á. Đây đọt là 1.2 ly. Cái này vượt cứng 4H nha cả nhà. Cái này hàng vừa cứng nha, thẳng nảy nha. Đó, cái dòng này thẳng nảy lắm. Rồi, cái này hôm bữa anh nào mua được cây 3m6 rồi thì biết rồi nè. Hôm bữa có anh dặn này thì bây giờ em về xa thêm size 4m50 nè. Đó, ngoại hình nó như thế này nha. Rồi, cây này nó có chày xước nhẹ, xước dăm thôi nha cả nhà. Chứ còn không có xước gì đâu. Thì hôm bữa bán 1 triệu, bây giờ sale cho mọi người 900 nha. 900 nha. 900 mọi người, tại vì nó bị xước á. Hôm bữa thì nó xước sơ sơ thôi nha cả nhà, nó không có xước gì gọi là nhiều, nó là xước dâm thôi nha. Dạ chút như thế này nó có từng cái gồ luôn. Rồi, đó là mã số 1. Tiếp theo mã số 2 em Phương lên là một cây nguyên hộp. Cây này hầu như chưa sử dụng luôn mọi người ơi. Cây này là một cây Nissin. Nissin dài 5m4, bao gồm 13 lóng, thu gọn 49cm, nặng 170g nha. Túi nút đầy đủ. Đây. Cái này lóng thì không chê vào đâu được rồi. Dòng Nissin nha. Cái này lóng ngắn nha cả nhà. Đó nè, trời ơi đẹp nè. Đẹp tinh tươm luôn. Mới tinh tươm luôn á cả nhà, hầu như chưa sử dụng luôn nha, hầu như chưa sử dụng luôn nè. Đó mọi người nhìn phôi của nó nè. Hyper. Cái này là Nissin. Nissin nha. Đó, tem mát đầy đủ. Cán túi rin, nút rin luôn. Đó, đọt cần còn rin luôn. Này. Nóng trong nè cả nhà. Đó, mọi người cứ nhìn đây. À, nó có một cái như thế này. Cái này là không phải lỗi mà là nó dư sơn cả nhà. Đó nè, nó tư tư mọi người về lấy giấy nhám chà giúp em nghe. Không phải là nó bị gì đâu mà là nhiều khi là do lỗi kỹ thuật một chút xíu thôi nha cả nhà. Đó. Cái này thì em mà có lấy giấy nhám chà đi thì mọi người cũng không biết được đâu. Nhưng mà em muốn cái gì nói cho mọi người biết một cách chân thật nhất nha. Đó, tại vì nhiều mình có chà đi, nhiều anh mà tin tường để ý thì cũng thấy thôi. Nhưng mà cái này là nó bị dư sơn ra, mọi người cứ lấy giấy nhám chà quanh cái miệng cho em là được nha, không có sao hết nha. Chứ nó không có bị cái gì hết á. Rồi, cây này giá của nó là 1 triệu mốt nha cả nhà. 1 triệu mốt nha. Nguyên túi, nguyên bọc còn y nguyên luôn. Rồi, tiếp theo một cây Nissin mã số 3. Một cây Nissin mã số 3, cây này thì không có túi rồi. Cái túi nó đi đâu mất trơn. Nó chỉ có hộp thôi. Giấy tờ đầy đủ nha. Cây này cũng giấy tờ đầy đủ nha mọi người. Cây này thì mất cái túi rồi. Cây này là 2m65 nè, là 2m7 nè. Thu gọn là 53cm, 40g, nặng 40g, đọt 0.7. Gốc ở đây là 18 nè. Rồi. Carbon 97%. Rồi, thì đây. Cây này made in Japan nha. Đó, mọi người nhìn cái ngoại hình này mọi người thấy nó giống cái gì vậy? Giống cái cây Gamakatsu á. Đợt em có bán một lô Kamakatsu cái dòng này nè, giống dạng dạng vậy nè. Chạy lắm, 3 triệu rưỡi một cây. Bán chạy lắm, giờ khách đặt hàng không có, em tìm không ra, với lại giá nó cũng giá thì cao. Giá cao á nên là em cũng không dám lấy. Hôm nay em về một cây Canva rất là đẹp. Một cây Canva rất là đẹp. Đó, 4m50 em Phương đã chốt rồi. Vừa mở hàng xong. Đó, cây Canva. Đó, cây Canva đẹp lắm. Cây này em Phương bán 5 triệu 3 nha cả nhà. 5 triệu 300 ngàn nha cả nhà. Đó. Cái này do đặt cho anh khách mà giờ anh khách không lấy nên thôi. Năn nỉ
cái anh bên shop đó năn nỉ thôi, bớt xuống cho em 5 triệu ba đi rồi em để lại cho người ta thôi. Nên là tại vì mình lỡ đặt rồi, họ lấy về rồi nên mình là bắt buộc mình phải lấy. Ảnh kêu là thôi không lấy cũng được, để anh kiếm khách anh chốt cho, nhưng mà thôi là lỡ đặt rồi nên mình phải lấy. Mà cái anh đó ảnh bị kiểu như đợt vừa rồi Quảng Ninh bị thiệt hại, bị lũ lụt đó mọi người, bị bão lũ đó, thì ảnh cũng heo hẹp về kinh tế nên thôi em Phương cũng để lại. Em Phương bán cái đó 5 triệu 3 huy vốn luôn, không lời một đồng nào luôn. Nhưng mà thôi kệ, cũng lỡ rồi, đi cũng là mừng rồi, nên là thôi năn nỉ anh ơi, rồi bớt cho em 5 triệu 3 đi. Rồi tiếp theo là một cái Nissin Made in Japan 2m7. Cái này ngoại hình rất rất là đẹp luôn. Nó chỉ thiếu cái nút túi thôi nha. Nói chung là em Phương sẽ có cái túi khác bỏ vô, nhưng mà không phải túi xịn đồ của nó thôi. Đó nè, ra cần thẳng nảy cứng nha. Này câu suối câu mương thì ok lắm luôn á. Không cầm không có bị mỏi tay luôn cả nhà. Có 40g à. Rồi cái này lên giúp em Phương giá 1.900.000 nha cả nhà. 900 mã số 3. Tiếp theo cái mã số 4, em Phương có một cây NFT Construction Power Lab 3m6 nặng 80g, đọt 0.9. Thì cái này mọi người biết rồi, rồi xoắn hai da như thế này nha. Cái này nặng 80g, xoắn hai da. Đó, nó xoắn hai lóng nha. Lóng đầu và lóng thứ hai thì không xoắn. Đó, lóng thứ ba xoắn nè. Rồi, cái này em Phương bán là giá 1.150.000 nha cả nhà. 1.150.000. Nếu mà cái cây này mà nó xoắn cả cái lóng thứ hai luôn á thì giá của nó sẽ là 1 triệu, tầm 1.300.000 tới 1.400.000, nhưng mà cái này nó xoắn hai lóng thôi, thôi em Phương để cho mọi người 1.150.000. Đó. Tiếp theo là cây 3m6 mã số 5. Cái này là một cây Daiwa Wicker. Cặp Daiwa Wicker. Đó nè. Này về lau chùi giúp em nha. Đó. Thì cây này nặng 85g, đọt là 1 ly, gần 1 ly nha mọi người, 0.9 mấy á. Thì cây này Phương sale rẻ cho mọi người, giá là 1.200.000 thôi. Bình thường cây này mọi người mua ở ngoài tầm 1.300.000 tới 1.400.000 nha cả nhà. Đọt thì cũng bự đó, 1 ly là bự rồi đối với những cây này nha. Rồi. Đó, cây này còn đẹp lắm luôn nha cả nhà, xoắn hai lóng. Rồi. Cây này giá để cho mọi người giá 1.200.000 thôi nha. Cây này để giá mọi người 1.200.000 mã số 5. Tiếp theo cái mã số 6, em có một cây giả trúc rất là đẹp luôn. Tem mát của nó đây. Thì không hiểu tại sao người ta quấn chỉ gì mà kỳ hè. Đó, hai khúc này thôi, còn khúc này để lại. Không hiểu kiểu chi á. Rồi, 5m4, nặng 190g. Đọt là 1 ly 2. Rồi, mã số 6 giá 1 triệu nha cả nhà. 5m4, 1 ly 2, giả trúc như thế này. Dạng trúc móc á cả nhà. Nè. Cái này dạng trúc móc nè, nó có vài vết đen đen này là người ta làm á, chứ không phải cây trúc. Đó, cây này là hầu như chưa sử dụng luôn nha cả nhà. Cây này hầu như chưa sử dụng luôn. Rồi, đó, chỗ này có xước chút xíu nè. Đó, đọt bự, ở trong đẹp lắm. Rồi, cây này 1 ly 2, tầm 4H nha cả nhà. Bát rưỡi 4H. Đó. Cây này tầm bát rưỡi 4H. Rồi, cây này lên giá 1 triệu mã số 6. Tiếp theo cây mã số 7, em Phương có một cây 3m6. Rồi, cũng giả trúc luôn. 3m6 giả trúc. Đây. Cái 3m6 giả trúc, tem của nó đây ạ. Nặng 80g, đọt là 1 ly 2. Cái này lên cho mọi người giá 920 nha. Đó. Cái này là cần ok nha. Cái này ra cần ok nha cả nhà. Rồi, đó là cây mã số 7. Tiếp theo cây mã số 8, em Phương lên một cây vanilla nội địa Nhật. Vanilla nội địa Nhật. 5m4, nặng 150g, đọt 0.8, giá 950 thôi cả nhà. Dòng này bây giờ cũng tầm giá hơn 1 triệu á. Để cho mọi người giá 950 thôi nha. Cây cần còn đẹp lắm nha cả nhà. Đó nè. Đó. Rồi, cây cần còn đẹp. Có xước dăm vài chỗ nha cả nhà. Nói chung là có xước thì xước dăm thôi nha. Đó là cây mã số 8. Tiếp theo em Phương lên cây mã số 9. Một cây NFT Volvolub Construction nha. Đó, cái phôi này thì mọi người yên tâm rồi ha. Đó, nè, phôi nè. Đây, tem mát, đây, sẵn hai da. Đây, cây này thì nó bị chóc cái sơn bóng thôi nha mọi người. Không ảnh hưởng gì tới chất lượng cần hết. Đó, một cái đường như thế này. Nó chóc cái sơn bóng như thế này. Ở trong thì
không có vấn đề gì hết nha cả nhà. Đó, ở trong thì không có vấn đề gì hết nè. Đó, em đang tuốt từng lóng ngược á. Rồi sẵn 3 4 lóng, trừ lóng ngọn và lóng thứ hai ha. Đầu bô xoay 360 độ. Cây này à, Power Love Construction, nhà 5m4, nặng 140g, đọt 1 ly 1, giá 1 triệu 3 nha cả nhà. Giá 1 triệu 3 nha. Rồi, đó, đó là cây mã số 10, chứ số 9. Tiếp theo cây mã số 10 thì cây này hôm bữa có khách trả rồi, nhưng mà em Phương nói luôn là nó cái đít này nè, nó hơi bị hở một chút xíu nha. Đây, đó, nó hơi bị hở một chút xíu. Bây giờ về thì để dạy câu cũng không sao mọi người, nó vẫn là vặn ra vặn vô bình thường ha. Vặn ra vặn vô bình thường, nhưng mà cái đít này nó không khớp cho lắm. Chắc là không phải đít của nó, hoặc là nó bị sao đó. Đó, cây này là cây Lucido Nissin 6m3, hàng vượt cứng nha cả nhà. Vượt cứng, nặng 250g, đọt là 0,9 gốc 20. Thì cây này 2 triệu 2, bây giờ em sale cho mọi người giá là 2 triệu. 2 triệu nha. Đó, 2 triệu nè. Đó, lóng đẹp lắm, lóng còn đẹp, lóng trong còn đẹp nha. Đó, lóng trong thì còn đẹp. Cái này là đọt 0.9, nhưng mà hàng là hàng vượt cứng nha cả nhà. Đây, vượt cứng nha. Rồi, cái này là Lucido huyền thoại rồi. Cái bảng này là bảng chuyên chép nè, chấm nè. Cái này là châu bò lắm. Cái này châu bò lắm nha cả nhà. Cây này châu bò lắm. Đó. Tiếp theo là một, đó là cây 6m3 nha cả nhà, 6m3. Tiếp theo cây mã số 11, cây 6m3 của hãng Daiwa. Cây này của Taiwan xuất Nhật nha. Đó, Daiwa Taiwan là made in Taiwan nè, tem mác đầy đủ nè. Cây này là bản vượt cứng luôn nha cả nhà. Cây này bản vượt cứng, nặng 280g, đọt 0,8. Cái này giá 2 triệu 2, nhưng mà nó bị trầy nè cả nhà. Đó, nó sẽ có một cái vài vết trầy như thế này. Đó, đó, chỉ có cái chỗ em Phương báo thôi, đó, là nó trầy thôi. Còn lại ở trong thì còn đẹp lắm. Có túi có nút nha cả nhà. Đó nè, lóng trong nè, nó không có chê vào đâu được hết nha cả nhà. Nó chỉ bị trầy cái lóng ở ngoài thôi, em Phương báo thôi. Đầu bu nè, xoay 360 độ. Bây giờ mọi người để dạy câu hoặc là về làm lại dây đầu cần giúp em. Mọi người thích câu kiểu gì thì mọi người làm cái dây đầu cần đó nha. Rồi, thì cái này em Phương để cho mọi người với giá là 2 triệu. 2 triệu. 2 triệu mã số 11. Tiếp theo mã số 12, em có cây Senreal nội địa 4,5 m. Hôm nay về 4,5 m này nha cả nhà. Hôm bữa không có 4,5 m để bán. Rồi, Senreal, cây nội địa Senreal giải trúc 4,5 m. Nặng 150g, đọt là 1 ly 2. Cái này 4H nha cả nhà, cứng 4H, giá của nó là 900. Cái này giá 900, hàng mới chưa sử dụng. Mới chưa sử dụng, trong bọc mới khui ra luôn. Đây, trong bọc mới khui ra luôn nha. Đó, đó, hàng mới nên mọi người yên tâm. Rồi, cái này giá 900. Rồi, tiếp theo là cây mã số 13. Cây 13 cũng là một cây nội địa Senreal giả trúc. Tem mác đầy đủ đây. Thì cây này 5m4, nặng 200g, đọt là 1 ly 2. Giá 950 cả nhà. Bữa em Phương bán 1 triệu, bây giờ bán 950 thôi. Cái này cũng mới khui ra luôn nè. Đó, nè. Cái này 4H nha mọi người. Cứng 4H nha. Đó, cây cần rất là đẹp luôn. Cây cần rất là đẹp. Rồi, cây cần rất là đẹp. Giá 950 nha cả nhà. Đó là cây mã số 13. Tiếp theo cây mã số 14, em có một cây Ambatecker, hàng nội địa 5m4, nặng 150g, đọt 0,8. Giá 950 nha. Ambatecker, cây này còn đẹp mới nha. Khui nó đây. Cái này không có túi cần rồi đâu nha mọi người. Cái lô này hầu như không có túi luôn á. Nói chung là em Phương có mấy cái túi dởm dởm thôi. Có ơn thì em Phương bỏ vô cho mọi người. Còn túi đẹp là không có nha. Đó, cây này đẹp lắm mọi người. Ambatecker, mã số 14. Tiếp theo cây mã số 15. Em Phương có mấy cái cần này, em Phương hơi bối rối một chút nha mọi người. Hơi bối rối một chút nên là em Phương xin phép nói luôn. Cây này là cây sắn Hai Gian nè. Nhưng mà cái hãng này kỳ lắm, chưa thấy bao giờ hết. Đó, tem thì nó cũng có tem nè. Nhưng mà cái cây này em Phương không chính xác được là nó nằm ở do cái nước nào sản xuất nha. Thì lấy thì bởi vì hàng lấy bên mấy cái shop đó mọi người biết sao, nó sẽ có rất là nhiều loại hàng. Ví dụ như hàng xuất Nhật nè, hàng của ví dụ một cái cửa hàng lớn nào đó người ta đặt, người ta ví dụ như đặt của
Đài Loan hoặc là Trung Quốc đi, thì người ta sẽ đặt từ bên đó qua cái cửa hàng bên Nhật đó người ta bán, thì nó cũng là một cái khác rồi. Nên là nói chung là cây này em Phương không biết chính xác nha. Đó thì em Phương cũng báo cáo thiệt với mọi người như vậy. Nút thì là nút gỗ đẹp lắm nè. Đọt thì cũng là đọt 1.2 ly. Đóng trong thì cũng ok nè. Này là hàng mới, hàng mới chưa sử dụng đó cả nhà. Hàng mới chưa sử dụng, hầu như chưa sử dụng luôn, mới tinh tươm luôn. Mới mà nghe mùi mới luôn á. Thôi cây này 1 ly 1 nặng 130g. Cây mã số 15 này tính mọi người 800. 800 nha. 800. Em sale 800 nha. Rồi tiếp theo. Cây này nè. Đây em của nó ở đây. Đây là cây sai. Đó, cây này 5m4. 5m4 này nặng 180g. Đọt là 1 ly 2. Cái này giá 900 nha mọi người. Cây này ra cần ok. Cứng thẳng nãy nha. Đây. Em hồi nãy em ra cần cây này rồi. Nút cũng là nút gỗ luôn. Đó. Thì cây này em cũng đó, phôi nè. Phôi không phải là phôi dởm đâu mọi người nè. Phôi nè. Mọi người nhìn cái chất phôi nè. Đó thì nói em không có. Cái hãng này cũng lần đầu tiên em thấy. Đó về chung với cái lô này em cũng mua. Đó cán thì là cán quấn chỉ nha. Đó có rãnh nè. Rãnh DBS nè. Rãnh chống kẹt lóng nè. Đó nên là em không biết cây này của nước nào. Nói chung là không biết nha mọi người. Cây này ai mà biết thì chỉ giúp em với ha. Rồi thì cây đó 900 nha cả nhà. Để coi cái cây này coi có rãnh DBS không. Không. Cây này thì bình thường. Đó cái cây cái mã số 15 này thì bình thường. Còn cái mã số 16 này nè, 5m4 này nè, có rãnh chống kẹt lóng DBS á. Rồi tiếp theo cây cán quấn chỉ mã số 16, 17. Mã số 17 đây. Tiếp theo cây mã số 17 đó. Cái lóng bình thường. Cây này ok nè cả nhà. Cây này 5m4. Đây 5m4 nè mọi người. Nặng 190g, đọc là 1 ly 2. Giá 1 triệu nha cả nhà. Cây này đẹp ha. Cây này đẹp nha. Rồi, đẹp nha. Tem mát của nó đây. Cây này hầu như mới chưa sử dụng luôn cả nhà. Hầu như mới chưa sử dụng luôn. Đọt cũng là 1.2 ly. Đó, lóng trong nè. Cái phôi cần nè. Rồi, mới chưa sử dụng nên mọi người yên tâm về cái ngoại hình nha. Rồi, đó là mã số 17. Tiếp theo cây mã số 18. Đó, cái cây này nè. Cái cây này cũng là của CGF nè. Giống như cái cây đầu tiên á. Cái cây đầu tiên kia kìa. Cũng là CGF nè. Đó, tiếng ở đây thì là tiếng Nhật nè. Tiếng ở đây thì là tiếng Nhật nè. Còn đó, thì CGF. Nhìn ngoại hình thì nó giống mấy cái cần. Em nhìn thấy nó cũng giống mấy cái cần Trung Quốc. Nhưng mà hãng CGF nè. Tiếng thì là tiếng Nhật nè. Nói chung là cây này em lần đầu tiên em cũng thấy. Nói thật sự là lần đầu tiên em cũng thấy. Đó. Nên là có gì mọi người chỉ giáo cho em với. Bữa em hỏi cái anh kia thì cái anh kia anh kêu là cái cây này là của GDUP hả? GDUP sản xuất. 4,5 nè. Nặng 160g, đọt 0,8. Cái này là đọt đặc 0,8. Giá 800, phôi rất là dày. Đó. Nút cần này. Đó, hàng mới chưa sử dụng, ra cần thẳng nha mọi người. Thẳng nảy nha. Đó. Trong nè, trong mới lắm. Thì cần mới, hầu như chưa sử dụng luôn cả nhà. Rồi cái này tính mọi người 800 thôi. 800 thôi nha cả nhà. Rồi, tiếp theo cây mã số 19 nè. Cây mã số 19 nè cả nhà ơi. Cây mã số 19 thì cây này em Phương cũng đã báo cáo với mọi người rồi. Rất là mềm. Hàng mềm, câu cảm giác, chỉ thích hợp câu cảm giác nên mọi người cân nhắc kỹ trước khi mua. Thật sự á, trả đi trả về em rất là buồn. Tại vì em đã nói rất là kỹ rồi. Em nói là nó là hàng mới chưa sử dụng. Bởi vì sao mà 7m2 mà có giá 500? Bởi vì nó mềm. Nó mềm nha cả nhà. Cái này là em sale lỗ luôn rồi. Thật sự lỗ rồi. Nhập không có dao dụng mà 7m2 mà giá chỉ có 500 ngàn đâu cả nhà. Mọi người nhập hàng mọi người cũng biết rồi. Sale rất là lỗ luôn. Nhưng mà em Phương đã khuyến cáo rồi, rất là mềm, chỉ thích hợp câu cảm giác thôi. Đó. Dây mà mua cũng bom của em nữa.
Đó, ngoại hình nè. Mọi người yên tâm về cái ngoại hình nha. Đó, phôi nè, phôi đẹp lắm luôn. Rồi giá 500 ngàn, 7m2. Nặng 300g nha mọi người, đọt 0,7 đọt đặc nha. Rồi, tiếp theo cây này cũng vậy, còn một cái cuối cùng thôi. Ở ngoài, đó, đó, carbon xoắn vòng như thế này nè. Đó, mọi người nhìn cái phôi đi, mọi người nhìn cái phôi là mọi người biết cái chất lượng của cây cần. Mọi người đừng nhìn cái phôi thôi. Đó, cây này PPE 7m2, nặng 300g, đọt 0,7, giá 500 luôn nha mọi người. Cây này sale rổ lắm, còn đúng một cây. Còn đúng một cây, cây này còn hai cây nha cả nhà. Cây này còn đúng một cây thôi. Cây này hôm bữa cô Lan Trịnh bị trả về Thanh Hóa, Đồng Hương Thanh Hóa nè. Thì em Phương cũng đã báo rồi, rất là mềm. Em Phương đã báo rất rõ, rất là mềm rồi. Chỉ thích hợp câu cảm giác thôi. Còn mọi người nếu mà mua cần về chỉ để xem thôi á, thì mọi người đừng, hoặc là thôi mọi người phải xác định là chính xác là mình mua để câu hay mình đặt về mình chỉ để xem, thấy rẻ mình đặt về để xem thôi, thì tốt nhất mình đừng đặt nha. Bởi vì á, một cái cần chuyển đi chuyển lại nó hết 60 mấy ngàn tiền ship, mọi người có không có hỗ trợ cho em. Có những người thì nói có hỗ trợ nhưng mà thật ra về không có một đồng tiền ship nào ở trong đó hết á. Có khi là mọi người đưa mà shipper quên cập nhật, hoặc là mọi người không đưa mà mọi người nói đưa, ví dụ như vậy đó. Chỉ có hai trường hợp đó thôi. Về không có cái đơn nào nó có tiền ship hết trơn, ai cũng kêu trả ship cho em rồi mà em về em không có một cái đơn nào có ship hết trơn á. Mọi người cùng lắm thì mọi người hỗ trợ cho em được 30 ngàn cái máy, nhưng mà tiền ship em phải chịu là nó sẽ là ship hai chiều lận chứ không có phải ship một chiều đâu cả nhà. Nên là em Phương nói rồi, nó rất rất là mềm, nó mềm nha, nó dẻo, chỉ thích hợp câu cảm giác thôi đó. Nên là giúp em ha. Rồi tiếp theo cây cuối, cây mã số 21 là một cây Power Love. Cây này thì không phải là của NFT đâu cả nhà. Power Love Advice, cái dòng này thôi chứ không phải là của NFT nha, nên mọi người chú ý nha, giúp em nha. 5m4, nặng 200g, đọt 0,8. Nhưng mà ai cũng, mấy anh bảo rồi, hôm bữa mấy anh cũng bày em rồi, cái này không phải thuộc dòng NFT, nhưng mà em bán giá này rất rất là rẻ luôn. Em bán 700 mà mấy anh rẻ, kêu rẻ thì bây giờ cây này em sale có 650 thì sao? Đó, tại vì ra cần rất là thẳng nảy nha mọi người. Phôi nè, đẹp lắm, cây này đẹp lắm nha. Chạy có nhiều anh cũng biết về cái dòng cần này á nha. Rồi, cây này 650, đọt 0,8, nặng 200g. Rồi tiếp theo một cái cây. Cây này hôm bữa anh nhiều anh hỏi lắm nè, hôm nay có lên nữa thì mấy anh thấy thì mấy anh đặt nha. Cây này chỉ có 250 thôi, tem mát đầy đủ. Tem vàng này, cây này độ cứng 10 và 2m1 nha. Đây là chất liệu carbon. Khoan là khoan thường thôi nha cả nhà. Khoan thường thôi. Đi đi về về mệt lắm cả nhà ơi. Đó, bát thường thôi. Đây là chất liệu carbon. Đít thì bị đít thì độ nha, đít này đít độ nha. Đó. Đó, cây này 250 thôi cả nhà, bình thường bán tầm phải 400. Bây giờ 250 thôi nha. 250 thôi nha cả nhà. Nặng 170g, đọt là 1,5, giá 250. Carbon độ cứng 10 và 2m1 nha, tem vàng nè. Rồi. Cái này của hãng nào em cũng không biết luôn á. Rồi. Tiếp theo là cây mã số 23. Cây 8m1. 8m1 là carbon Pro CG, carbon Pro. Rồi. Nặng 380g, đọt là 1.3, góc 26. Cái mã số 23 nè, nội địa nè. Trời, nó đẹp. Còn mới tinh tươm. Cái này giá 1.4 triệu nha cả nhà. Đó, còn mới tinh tươm luôn. Đó, còn mới tinh tươm luôn nha. Đọt này, cái này tầm 4H nha cả nhà. Cái này tầm 4H nha. Rồi, giá 1.4 triệu. Mã số 23. Tiếp theo mã số 24. 24 đây, cái 7m2 nội địa. Em còn đúng một cây nha. Đó, nặng 440g, phôi rất là dày, cái này kéo cá 20kg cũng được, nhưng mà diều nó lâu thôi nha cả nhà. Diều nó lâu. Đọt là đọt đặc 0,7 ly. Rồi, giá 550. Còn đúng một cây. 550, hôm bữa em Phương bán 850, bây giờ em xem 550 thôi. Cái dòng này nè, 5m4 người ta bán đã 900 mấy rồi cả nhà. Thật sự không phải một mình em Phương bán dòng này đâu, nhiều người bán lắm, nhưng mà nhiều size khác nhau thôi á. Rồi, cây này phôi rất là dày, rất là ngon luôn cả nhà.
Rồi 550, mã số 24. Rồi cây cuối cùng là cây mã số 25. Em Phương giới thiệu với mọi người. Ồ, cái cây này cái hộp nó nặng quá trời nặng. Đây này là cây Shimano Azu. Dòm 8m, 9m. Yêu. Đó, nó có một cái đọt nữa em mọi người. Đọt gì đây? Nó có một cái đọt gọi là đọt gì quên rồi. Đọt phụ. Nó có một cái đọt phụ. Rồi, 25. Cây này thì ngoại hình nó không có được đẹp lắm. Thiệt. Đó, nó có trầy xước nè. Đó, nó có trầy xước nè cả nhà. Đó, nè. Nó có xước xác nha. Thì chắc cây này ngon lắm, sao mà câu dữ dạy hè. Nè, xước xác nè, xước xác nhiều đó. 8m, 9m nha. Gom. Đó, cái chỗ gom vẫn còn cứng lắm. Nó không có bị tuột đơn cả nhà. Rồi, cây này... thông số là gì đây? Ôi trời, cái hộp nó nặng ghê. Đó. Đó, gom 8,5 9m nè. À, thu gọn 135cm nè, nặng 315g nè. Góc 26, đọt là 1.6 ly nè. Đó. Cái này độ cứng gì 1325 gì đây nè. 77.000 yên là giá mới bên đó. Đó, cây này thì đó, trời cái hộp nó nặng ghê. Túi nút đầy đủ nha, túi nút rin luôn á, nút rin, túi rin luôn á. Thì cây đó nó bị chảy xước nhiều rồi, bô xe 360 độ nè cả nhà. Rồi, cái chỗ này nó hơi bị tư chút nha. Đó, cái này thì không sao, chút xíu này mọi người lấy cái giấy nhám trà đi thôi à. Không vấn đề gì hết nha. Đó, xăng ít nè, nó xăng ít nè cả nhà. Nó xăng ít nè. Dòng này thì mọi người biết rồi mà. Cây này hôm bữa em Phương bán 2,2 triệu nè. 2,2 triệu gì á. Nhớ nữa. Tại vì lâu lắm rồi. Nên là thôi cây này thì để cho mọi người. Thì cây này nó trầy nhiều quá. 1,7 triệu nha cả nhà. 1,7 triệu. 1,7 triệu thôi. Cây này mà được giá em cũng bán luôn. Chứ nó hơi bị trầy á. Kiếm vài đồng thôi cả nhà ơi. Rồi mọi người ăn cây nào thì vui lòng inbox qua Zalo 0931 272712 giúp em ạ. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành.